cái màu sắc đó. 25 tao mới mua chứ. Không có nhiều người đó không biết chơi tôi mua lại. Chơi lên kinh nghiệm rồi á, anh lên nghiên cứu cá nhân. Sau đó anh nghiên cứu cá nhân đó, em nhìn qua cái gì rồi là cái anh lựa được những con đẹp nhất.